Trang ơi, tớ mang gậy mấy dây đến rồi đây. Cậu kiếm xem có cái túi nào to to không? Quái lạ, hẹn tớ mà. Trang ơi, cậu đâu rồi? Đâu rồi? Vật châu chấu đấy cậu. Cậu vật, cậu phải vật châu chấu sao cậu mang cho cậu vật tớ ạ? Đây này, bây giờ tớ sẽ quấn cái này vào nhá. Anh có cái vòng tròn này như kiểu là cái ống bắt ve luôn ấy. Ni lông này vào đây. Đấy, được rồi đấy. Sau đó mình quấn vào một cái que. Rồi. Thế là bọn mình đã xong được một cái vợt châu chấu rồi các cậu ơi. Ấy, châu chấu nó bắt đầu mà nó sợ nó bay rồi đấy. Here we go. Châu chấu bay nhiều quá các cậu ơi. À, được một con rồi. Ý, con này to đấy. Để hai cái càng đi để cho nó không nhảy nữa nha. Rồi. Bắt được nhiều chưa? Ở bên này nhiều châu chấu lắm Trang ơi. Được con nào chưa nhỉ? À, được hai con rồi, ở trong đây rồi. Yahoo! Bên này tớ được mấy con rồi? Có bắt được con nào chưa? Cậu nói nhỏ thôi. Đằng này của tớ cũng có nhiều châu chấu lắm. Một, hai, bắt. Ở trong này các cậu ơi, có rất nhiều châu chấu ở trong này. Bây giờ tớ mở ra tớ bắt nhá. Xem nào. Tớ sò được một cái càng rất là to. Wow. Con này á là châu chấu bố đấy. Tèn 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 tèn. To chưa này. Wow. Con châu chấu này mà nướng lên thì ăn ngon lắm đấy. Này nữa. Bắt cả tiếng đồng hồ. À được xưng này châu chấu thôi à. Chỗ này nướng cũng được rồi đấy nhí ma. Đúng rồi đấy. Để tớ đi kiếm mấy hòn đất. Đấy. Đặt vào đây. Cẩn thận nha đấy. Đây, đặt cho nó cao cao lên một chút. Đặt tấm lưới lên trên đấy. Bây giờ lấy rơm nữa cậu ơi. Phải chọn những cái rơm khô vào. Rơm ướt á, là nó cháy nó sẽ khói đấy. Đấy, rơm này khô rồi. Đang vào đây. Đặt con châu chấu lên đây này. Đây con này. Bây giờ những con châu chấu này không thể bò được đi nữa rồi. Đấy, bây giờ bật lửa lên nào. Kia cậu đang cháy đen thế. Cái món châu chấu này nó phải thế mà. Tèn 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 tèn. Đây là món châu chấu bóng đêm mà cậu ơi. Đèn xì thế này. À một cái nồi châu chấu. Ăn ngậy lắm cậu ơi. Ngậy lắm á. Tớ có ngửi thấy mùi gì đâu. Để cậu ăn phải thử ăn nhé. Đấy ăn con to đấy mới ngon. Đây này. Nhìn nướng châu chấu thế nào mà đèn xì ra như thế này. Bảo ăn ngon. Để thử ăn thử xem nào. Thơm, ngậy, giòn. Đấy chưa, tớ bảo là ngon lắm mà lại đây này, con to này, ăn mới ngon này. Ui con này béo chắc. Bên trong á vẫn còn có trứng này. Ngon lắm cậu ơi. Con thứ hai này. Châu chấu mùa này á rất là béo các cậu ạ. Cậu ăn ít thôi để còn tớ nữa chứ. Này 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 này. Đâu rồi? Ngon quá. Có mười mấy con cơ mà. Tớ mới ăn được có hai con. Mà đã đâu hết rồi. Sao cậu ăn nhanh thế? Đâu gì? Ở trong mồm tớ rồi. Ai bảo cậu ăn chậm? Cậu bắt được ít hơn tớ, lại không chịu nướng như tớ. Thế mà lại đòi ăn nhiều hơn. Giời ơi, bắt cả giờ đồng hồ, ăn được có hai con chả bo. Đấy á, là tại cái vợt này của cậu đấy. Các bạn ơi nhìn này, hai đời này đi làm cái vợt
con châu chấu nó bé tí 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 như thế này thì nó chẳng còn con ít. Món châu chấu nướng này ăn ngon thật đấy. Hay bây giờ tớ nghĩ ra cái ý tưởng này, chúng mình làm một cái vợt to khổng lồ đi, xong sau đó làm đi vợt châu chấu, vợt nhiều về làm đủ các món luôn. Châu chấu này á, mình có thể quét dầu quét mỡ lên xong rồi cho lên bếp nướng, hoặc là mình có thể rang, cậu ơi, rang với lá chanh này. Tớ nghĩ ra nhiều món rồi đấy. Bây giờ bọn mình về làm một cái vợt to hơn rồi đi bắt đi. Trang ơi, tớ mang gậy mấy dây đến rồi đây. Cậu kiếm xem có cái túi nào to to không? Quái lạ, hẹn tớ mà. Trang ơi, cậu đâu rồi? Đây à? Đâu rồi? Vật châu chấu sao cô mang được cậu vật tớ à? Cậu thấy tớ kiếm được cái gì này to không? Gì này còn vật được cả cậu, huống chi là châu chấu. Đấy, tớ còn có một cái túi to hơn cái túi này 3 lần cơ. Còn to hơn nữa cả. Đây này. Wow. To chưa? Thế thì nhanh nhanh, mau mang đây tớ, để tớ làm thành một cái vật khổng lồ lắm, để còn ra mà vật thôi. Luôn. Được rồi. Bây giờ đến nhiệm vụ của cậu đấy Trang ạ. Nhiệm vụ của tớ là gì cơ? Cậu buộc sao cho cái bì này nó bám thật chắc vào cái vòng cơ, để cho nó không bị tuột. Đấy, chỉ đưa mình như thế này, như thế này. Sâu chỉ này, luồn kim này. A few moments later. Nhưng mà cái vợt của tớ là chắc chắn hơn. Mà các cậu nhìn này, cần của tớ nó phải dài như thế này chứ thì mới vợt được chứ. Của bạn nhí mà ngắn bằng một nửa của tớ. Không phải là ngắn đâu, đây này. Cái gậy này của tớ nó như là một cái gậy như ý. Như ý là như thế nào? Gậy của tớ nó không ý, biến dài là nó dài ra, nhìn thế này. Gậy đâu, dài ra. Ai chà chà, nó có thể rút dài ra được như thế. Đấy chưa, bây giờ cao như thế này đủ dài chưa? Ai chà, nhìn từ dưới lên trông giống như một con diều bạch tuộc vậy. Đấy, bây giờ để tao biểu diễn cho xem này. Here we go. Ui, nó to quá cậu ơi. Đấy, đấy, ui, nhiều lắm, nhiều lắm. Châu chấu bị mắc kẹt ở trong này rồi. Bây giờ tớ với cậu sẽ thi nhá. Thi xem ai vợt được nhiều châu chấu nhất. Ui giời ơi, tưởng thế nào, chạy được vài bước ra ngã chồng vó lên rồi thế kia. Thế thì có mà châu chấu nó chạy hết. Ui giời, cậu vợt thế nào lên cũng không được con nào cho mà xem. Sao cái con này nó lại màu đen đen như thế này nhỉ? Con màu đen như này có ăn được không? Con này là châu chấu ma đấy cậu ơi. Ui châu chấu ma, đi ra đi ra đi ra. Đây này, con châu chấu đen như thế này thì không ăn được đâu nhá. Mình chỉ lấy cái con châu chấu mà nó có màu xanh lá cây thôi. À, chỉ lấy con màu xanh thôi à, được rồi. Đây này. Cảm ơn cậu nhé. Đây nữa này. Xem được con nào không nào. Ôi, vừa lại nhìn được bao nhiêu. Thì ra cái túi của mình nó bắt đầu thủng rồi. Một con rất là to. Ôi, ra đây bắt châu chấu ta. Châu chấu ơi, ở đây có nhiều châu chấu này. Chưa nằm đấy tắm bùn này, chán lắm à. Ra đây. Sao cơ? Mệt lắm á. Trông bạn bảo mệt lắm. Yeah.
Chả được con nào cả. Trang ơi, túi của tớ rách hết rồi. Bắt từ nay tới giờ chả được con nào hết. Mệt quá rồi. Anh còn được nhiều không? Đi về thôi. Lại còn nghĩ bậy cả ra đồng nữa. Ghê thật đấy. Đúng là mấy bạn trâu lười biếng, không làm thì không có ăn đâu. Bắt được một nắng châu chấu to luôn. Nhìn tớ đây này, tớ bắt được á, bao nhiêu châu chấu luôn. Nhím ơi, cậu bắt được chưa? Ở đây của tớ bắt được nhiều lắm. Của tớ cũng được đầy một lọ rồi đây này. Cậu mang lên đây đi, bọn mình về thôi. Thế này thì chúng mình được một đĩa đầy châu chấu rồi. Ôi ôi mà. Giọt của cậu nó lại buồn cười như thế này hả Nhím ơi? Vợt thế nào mà lại thủng hết thế này? Tớ vợt nhanh quá, thế là gió nó lùa vào vì sau rách hết cả cái áo mưa đấy cậu ạ. Ui, cái gì cơ? Chân của cậu bị làm sao thế? Ui, máu, máu, chân của tớ chảy máu rồi. Ui, cậu bị đỉa cắn rồi. Các bạn có biết không, ở dưới ruộng rất nhiều các con đỉa. Đây này, nó cắn vào chân bạn Nhím. Thế là làm máu chảy không ngừng. Bây giờ phải đi về nhà băng bó thôi. Cho hết châu chấu vào cái túi này. Sau đó rồi mình sẽ xịt rửa đi, để cho nó hết những cái bẩn đi cậu ơi. Đấy. Tôi nghĩ là sạch rồi đấy. Hòa một ít nước sôi, một ít nước ấm ấm. Đấy, dội lên. Để cho những con châu chấu này nó không còn rẫy được nữa. Đấy, bây giờ là mình chỉ việc nhặt châu chấu ra thôi. Nhặt cho vào bát để đem đi sơ chế. Wow, một bát châu chấu, nhiều chưa? Bây giờ đến lượt công đoạn gì nhỉ? Sơ chế cậu ơi. Đúng rồi, sơ chế châu chấu. Cậu có biết cách sơ chế châu chấu như thế nào không? Đầu tiên là chúng mình sẽ phải bỏ đầu con châu chấu đi. Đây, rút cái phần đầu này ra này. Đấy, lôi phần đầu ra thì phần ruột của châu chấu cũng sẽ đi theo ra luôn. Đấy. Ew ơi, cái ruột đen xì đấy ăn không ngon đâu. Chúng mình phải bỏ đầu vào ruột đi nhá. Sau khi loại bỏ phần đầu rồi thì mình sẽ bỏ cả phần cánh nữa này. Giật phần cánh ra nhá. Bỏ cả cái cẳng này đi, đây này, cái cẳng mà nhọn nhọn đây này. Còn cần cái phần phía trên này thì chúng mình sẽ giữ lại nhá. Bỏ đi, đấy, thế là được một con châu chấu rồi này. Quá là đơn giản luôn. Vặt nhẹ đấy, để lôi ruột ra này, vứt đi này. Bỏ cánh bỏ này. Bỏ cánh này. Bỏ phần cẳng, cẳng nhọn này. Cái cẳng nhọn này ăn nó sẽ bị đau, đau mồm đấy. Rồi, hai con. Đấy. Ui. Và hết chỗ này cũng lâu phết đấy Trang ơi. Sau rồi mình lại rửa lại một lượt nữa này. Bằng nước ấm này, nước sôi này, đấy. Cái đĩa này nhiều châu chấu thế này, tớ nghĩ là bọn mình sẽ chia ra làm hai món cậu ơi. Món gì? Một món, tớ sẽ làm món châu chấu nướng. Còn tớ sẽ làm món châu chấu rang lá chanh. Đây, đây là cái phần của tớ này. Mình sẽ đổ châu chấu lên đây. Đấy, đây là cái phên nướng đấy. Sau ràn, đó là mình sẽ làm gì? Ràn đều nó ra. Để vào nướng thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái này lên này. Cậu biết để làm gì không? Để tớ sẽ quét một lớp dầu lên đây. 5 minutes later. Nó đã nướng tí nào chưa cậu? Nướng phải nướng từ từ bởi vì cái châu chấu này người rất mỏng. Thế nên là nếu như nướng to lửa ấy, nó sẽ rất dễ bị cháy. Giống như hôm trước chúng mình nướng đúng không? Đúng rồi, nên là tớ sẽ nướng từ từ cho lửa từ từ thôi. Nướng xong sau đó phải lật. Rơi hết xuống bếp than rồi. Ui, nó rơi hết rồi. Bạn Nhím này, hậu đậu thật đấy. Nào, mà châu chấu rơi hết rồi. Ui, ôi, ôi, bạn Nhím này hậu đậu quá cơ. Không được, không được. Rơi hết ra rồi đây này. Nhưng châu chấu rang lá chanh thì không thể nào thiếu lá chanh được. Hái lá chanh này. Đầu tiên là sẽ phải cho một ít dầu vào trước.
cái món này của mình làm thế nào cũng ngon hơn bạn nhím cho mà xem. Đảo đều dầu xung quanh mặt nào. Chờ dầu sôi là chúng mình sẽ đổ châu chấu vào. Đổ châu chấu vào này. Đấy. Khuấy đều, khuấy đều, khuấy đều. Rang lên nào, rang lên nào. Đảo thật đều tay. Khi nào châu chấu vàng đều thì mình sẽ nêm một ít nước mắm và cho lá chanh vào. Đấy. Thế là món châu chấu nướng của tớ đã xong rồi đây. Nêm một ít nước mắm vào này. Ít thôi nhớ các bạn ơi. Đây là cái mặt đấy. Nhìn có vẻ được rồi đấy. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng. Cho lá chanh vào. Lại đảo đều tiếp. Trang ơi, phía cậu thế nào rồi? Đã xong chưa? Ui. Một đĩa châu chấu vàng ươm. Được rồi đây. Cho vào cái lá sen này này. Đấy. Để vào đây. Nhím ơi, món của tớ đã xong rồi đây. Xong rồi thì bọn mình chén thôi cậu ơi. Bóp tương ớt ra nào. Đấy, bóp một ít tương ớt ra. Còn này. Ê, quên thế nào được nước nữa cậu ơi. Mỗi người một cốc. Đấy. Ui. Rồi, để thử xem của cậu nào. Đấy, thấy tớ mày trang trí có đẹp không? Trông của bạn Trang trông vàng hơn của tớ đấy. Nhìn của bạn Nhím này. Nướng gì mà đen xì hết cả da. Nướng cái cỏng đen như thế này thì ăn thế nào được bạn Nhím ơi. Này, một này, hai này, ba này, 4 này. Nướng cháy đen như than luôn. Kệ tớ, tớ thích ăn thế thì mới ngon. Đây này, ăn thử một con này. Chấm tương ớt này. Đặc ruột luôn. Ngậy, thơm. Bây giờ thử ăn cái món châu chấu của tớ với cả châu chấu của bạn Nhím. Xem món nào ngon hơn nhá. Món này trước cho nào. Mình làm ngon thật đấy. Nó còn có mùi lá chanh thơm nữa. Cậu làm thì cậu chẳng kêu ngon. Đâu, đến lượt bạn Nhím nào. Mùi cháy, khét của than. Ám đầy mùi khói ở trong này rồi. Chả lẽ cậu đi làm ngon hơn tớ à? Để tớ thử ăn một con xem nào. Con này cho to này. Con của cậu thơm hơn đấy. Bởi vì tớ có lá chanh ở trong này này. Nó có cả vị mặn mặn. Bởi vì tớ cho nước mắm nữa. Đúng là của cậu làm ngon hơn đấy. Nếu mà rang với cả nước mắm như của bạn Trang thì mình ăn với cả cơm được. Như kiểu là một món tương ăn ấy. Đúng rồi. Chứ còn nướng như của cậu thì chỉ có uống bia được thôi. Nhưng mà vẫn ngon mà. Cái món châu chấu này công nhận là ngon thật đấy. Mà khi mà chúng mình nướng á, với cả rang ấy, càng lâu nó lại càng giòn, càng thơm cơ. Thế này ngày mai chúng mình lại ra đồng bắt châu chấu về ăn tiếp đi.